chuyện này. Mau, mau truyền ngựa y. Nội quan, đây là bẩm Thục Dung Phi, đây là thuốc tránh thai. Đến giờ bệ hạ vẫn chưa có đích tử, theo quy tắc là không thể giữ. Nhưng giờ trong cung trống trải, cuối cùng vẫn phải xem ý của bệ hạ, cũng không nhất định phải làm theo lệ cũ. Ngươi biết điều đấy. Rất tốt. Không cần đâu. Gọi ngươi đến hầu hạ, không phải gọi ngươi tới làm kẻ hầu. Vâng. Thế nào? Ngươi sợ trẫm chỉnh trang cho ngươi, hay sợ trong cung Kim Thành này? Đệ Lan không dám. Nếu ngươi một lòng muốn đóng vai Tử Trâm, thì cần gì phải nói như thế? Sau này ở thành Thiên Khải, trẫm cho phép ngươi không tuân quy tắc. Sau này chúng ta ngày đêm ở bên nhau, ngày tháng vẫn còn dài. Giờ nào rồi? Bẩm bệ hạ, giờ hợi rồi ạ. Vậy tại sao cô ta vẫn chưa tới? Chuyện này một canh giờ trước đã truyền chỉ đến cung Vũ An rồi. Bệ hạ, bích tử của cung Vũ An cầu kiến, cho cô ta vào. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Thục Dung Phi đâu? Bẩm bệ hạ, Thục Dung Phi bị nhiễm phong hàn, ngọc thể mang bệnh, chỉ sợ sẽ lây cho bệ hạ, nên lệnh cho nô tỳ đến tạ tội. Phong hàn? Vâng. Thục Dung Phi, chẩm phải xem cô ta có thực sự bệnh không dậy nổi không. Thục Dung Phi,
Hay là nô tỳ cứ đi mời thái y nhé. Đã mời rồi, cũng uống thuốc rồi, có mời nữa cũng chẳng tác dụng gì. Bích Tử tỷ tỷ đến cung Kim Thành tạ tội rồi, đã nửa canh giờ còn chưa trở về, không biết có phải trên đường chậm trễ gì không. Em ấy đến cung Kim Thành làm gì? Hôm nay bệ hạ truyền ta sao? Lúc ấy người còn đang ngủ, sắc mặt tái nhợt. Bích Tử đoán chừng hôm nay người không thể đi được, nên muốn đi bẩm báo lại. Hôm nay xem như tránh được rồi. Sao các em lại hồ đồ như vậy? Bệ hạ đâu phải người mà Bích Tử có thể khuyên được. Em đỡ ta dậy đi, chúng ta đến cung Kim Thành. Lỡ như em ấy đắc tội bệ hạ, ta làm liên lụy em ấy thì phải làm sao? Cho dù xảy ra chuyện, Bích Tử và nô tỳ đều không sợ. Người cần gì phải khổ như vậy? Thục Dung Phi, bệ hạ đến rồi. Đồ không biết phép tắc, bệ hạ đến còn không mau đón thánh giá. Tham kiến bệ hạ. Chưa chết à? Nếu có thể bò dậy, ý chỉ của trẫm cũng không gọi được ngươi sao? Thần thiếp tội đáng muôn chết. Trẫm thấy ngươi học phép tắc phí công rồi đấy. Ra quỳ hai canh giờ, ngẫm lại lỗi lầm của mình đi. Khởi bẩm bệ hạ, tuy lúc này Thục Dung Phi có thể cử động, nhưng đã không chịu nổi giày vò nữa. Bệ hạ còn giày vò người như thế, hôm nay không chết, ngày mai cũng phải chết thôi. Bích Hồng, bệ hạ khai ân. Thục Dung Phi, có phải ngươi cũng cảm thấy trẫm là một người lạnh lùng khắc nghiệt không? Thần thiếp có tội trước, thần thiếp cam lòng chịu tội. Chuyện này bệ hạ, chuyện này mau mau truyền ngự y, truyền ngự y, mau mau lên. Thế nào, Thục Dung Phi uống thuốc tránh thai mỗi ngày, thể chất và thuốc xung đột, đã tích tụ khí hàn, nếu phát tác chỉ e đau thắt ruột gan, đau đớn khó chịu nổi. Có thể chống chịu đến hôm nay đã là không dễ dàng. Nếu đã như vậy, tại sao các ngươi không nói sớm? Bệ hạ bớt giận, thái y trước kia cũng từng hỏi đến, nhưng Thục Dung Phi chỉ nói không đáng ngại. Thần cũng nay chỉ còn cách từ từ điều dưỡng, loại bỏ hàn khí tích tụ. Chúng thần sẽ đến cung Vũ An mỗi ngày để đưa thuốc chữa trị cho Thục Dung Phi. Thôi được rồi, các ngươi kê đơn chữa trị đi. Tuân chỉ, thần lập tức đi kê đơn sắc thuốc.